cắt cái môi này ra và xong cho cái đĩa vào, xong bắt đầu họ chỉ cho một cái đinh nhỏ. Bộ lạc Mungsi là cái bộ lạc duy nhất ở đây từ chối việc nhận cái giáo dục, họ cũng không kết hôn với bất kỳ một người ở bộ tộc nào khác. Tất cả những cái đó đều diễn ra cách tự nhiên hết, không có một cái gì ràng bó buộc, không có gì phải gọi là dựng cả. Cảm ơn YouTuber Lại Ngứa Chân đã đến với Rubik Cuộc Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Có thể nói Lại Ngứa Chân là một cái tên rất đặc biệt, và anh có thể chia sẻ cái tên này xuất phát từ đâu? Trước hết là rất cảm ơn em vì đã mời anh tham gia chương trình ngày hôm nay, rất là vinh dự. Còn để trả lời câu hỏi của em thì cái xuất phát của cái tên Lại Ngứa Chân nó xuất phát từ cái cụm từ Ichifit mà tiếng Anh nghĩa là ngứa chân. Cái cụm từ này là mô tả những người mà rất thích hay dịch chuyển, rất thích hay đi. Anh thấy cái cụm từ này là một cái cụm từ rất thích hợp với cái tính cách của mình, do vậy mà mình đã lấy cái ý nghĩa của cái cụm từ đó để đặt tên kênh của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, anh có đếm được là mình đã trải qua bao nhiêu đất nước, bao nhiêu châu lục hay không? Có, tại vì anh đang có mục tiêu là phải đi đếm tất cả các nước trên thế giới, do vậy mà anh có ghi lại cụ thể chi tiết. Là cho tới thời điểm này thì anh đã đi được 165 quốc gia trên 195, và qua được 5 châu lục. Làm thế nào để chúng ta có thể trải nghiệm tới những cái vùng đất mà mình đã đi qua một cách trọn vẹn nhất có thể? Đương nhiên mỗi quốc gia sẽ có một cái văn hóa riêng, có một những cái điều đặc biệt riêng để cho mình khám phá. Và để trải nghiệm cách trọn vẹn nhất thì mình đương nhiên là mình phải tìm hiểu rằng là quốc gia đó có những cái đặc điểm văn hóa nào, có những cái điều gì mà có thể khám phá, những cái điều gì mà có thể làm cho chúng ta cảm thấy hào hứng khi đến đó. Thì khi mà mình biết được điều đó, mình ý thức điều đó, thì mình sẽ tìm cách mình thâm nhập và mình tìm hiểu điều đó. Và nếu mà mình làm điều đó thì đương nhiên anh nghĩ là mình sẽ có được những trải nghiệm rất là trọn vẹn, rất là đáng nhớ ở mỗi quốc gia như vậy. Nhưng mà rõ ràng là để mà có thể thâm nhập được thì mình sẽ phải cần rất nhiều cái kỹ năng, rất nhiều yếu tố, đúng không? Thì theo anh những yếu tố này nó là gì? Chính xác, em anh rất thích câu hỏi này, tại vì là đây là một cái điều mà anh nghĩ là rất quan trọng khi du lịch, mình phải thâm nhập vào. Đối với cá nhân anh thì đó lại càng đúng, tại vì là anh rất thích thâm nhập vào cuộc sống của những người dân bản địa. Và để trả lời câu hỏi của em thì khi thâm nhập vào cuộc sống, mình đúng là mình phải cần một vài yếu tố. Thứ nhất là cái sự sẵn sàng, mình phải sẵn sàng tiếp nhận những cái nền văn hóa khác và sẵn sàng hiểu, sẵn sàng chấp nhận những cái đặc điểm văn hóa của những quốc gia khác. Và để làm được điều đó thì mình lại phải cần một vài điều kiện khác, ví dụ như là mình phải có kiến thức về ngôn ngữ, mình phải đôi khi phải mạo hiểm một chút, phải có máu mạo hiểm một chút. Đấy là một vài những yếu tố, những điều kiện mà mình phải có để có thể thâm nhập và tìm hiểu một cách kỹ lưỡng nhất, trọn vẹn nhất các cái nền văn hóa của những quốc gia đó. Tính đến thời điểm hiện tại thì anh đã nói được bao nhiêu ngôn ngữ ạ? Ngoài tiếng Việt và tiếng Mẹ Đẻ thì mình nói được một vài ngoại ngữ nữa, trong đó có tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp. Nói giao tiếp cơ bản được tiếng Trung Quốc và tiếng Ba Lan. Sở dĩ mà mình học được nhiều ngôn ngữ như vậy tại vì là nhiều ngôn ngữ nó cũng có cái mối quan hệ khá gần với nhau. Ví dụ như tiếng Nga và tiếng Ba Lan thì là học rất là nhanh. Và khi đã biết một vài ngôn ngữ rồi thì học các ngôn ngữ tiếp theo nó cũng khá là đơn giản, do vậy cũng không quá phức tạp. Tuy vậy mà cũng chưa đủ đâu bạn. Tại vì là khi mà đến các vùng đất mà họ không nói một trong các ngôn ngữ này thì tất cả ngôn ngữ này đều vứt xó cả. Vẫn gặp trục trặc trong việc giao tiếp, vẫn gặp những cản trở về rào cản của ngôn ngữ. Thế nên là không bao giờ là đủ hết, học không bao giờ là đủ cả. Ở trong những video mà anh đăng tải trên kênh YouTube của mình thì luôn có một cái phong cách rất là mộc mạc, gần gũi. Thực ra trước khi bắt đầu làm YouTube ấy, thì mình cũng không có cái ý định hoặc không có kế hoạch rằng là mình phải tạo cho mình phong cách này, phong cách nọ đâu. Mà tất cả cái đấy nó diễn ra một cách tự nhiên và nó toát ra một cách tự nhiên, và mình nghĩ là nó cũng diễn tả được cái con người mình. Tất cả những cái đó đều diễn ra một cách tự nhiên hết. Tất cả những cảnh đó là những cái mà mình tai nghe mắt thấy được,
khi trải nghiệm, khi đi du lịch. Chứ không có một cái gì ràng bó buộc, không có gì gọi là dựng cả. Do vậy mà tất cả những cái đó là nó xuất phát từ tính cách và nó diễn ra một cách hết sức tự nhiên hết. Trong số rất là nhiều video mà anh chia sẻ ở trên kênh YouTube của mình thì em thấy một số lượng rất là lớn là những video về cuộc sống của những đất nước ở châu Phi. Trong đấy có rất là nhiều bộ lạc mà họ rất là kỳ lạ. Em rất là thắc mắc là liệu có điều gì mà lôi cuốn anh, thu hút anh đến với những mảnh đất như thế này hay không ạ? Cá nhân mình vô cùng thấy thích thú với những cái bộ lạc như vậy. Bộ lạc đấy là một cái hiện tượng văn hóa, mình tạm gọi như vậy, hiện tượng văn hóa cực kỳ thú vị, cực kỳ là đặc biệt và làm cái gì đó là mình thấy cực kỳ là hấp dẫn. Thế nên là mình rất thích khám phá những bộ lạc như vậy. Khám phá thứ nhất là vì là đấy là một cái thử thách về đi lại, về ăn uống loại kia để có thể tới được đó. Đó là một thử thách mà mình lại người rất thích thử thách, để rất thích đối mặt với thử thách để vượt qua. Cái thứ hai nữa là những cái bộ lạc đó ấy, cái văn hóa của họ hoặc là cái thói quen, cái tập tục của họ làm cái điều gì đó mà nói chung là khó tưởng tượng được, khó có thể mô tả được bằng ngôn ngữ thông thường. Có một gì đó cực kỳ là độc đáo. Có những cái điều, họ có những điều mà mình không thể tưởng tượng được rằng là những điều đó vẫn tồn tại trong thế giới của chúng ta hiện nay. Nếu mà chúng ta đang sống ở thế giới hiện đại như này thì chúng ta không thể nghĩ rằng là họ vẫn duy trì được những cái tục lệ như vậy. Do vậy mà đó là một cái điều mà làm mình rất là hứng khởi và rất là tò mò khi tới thăm các bộ lạc như vậy. Bên cạnh sự kỳ lạ thì cũng rất là mạo hiểm đúng không? Có một lần anh ở Colombia, ở thủ đô Bogota, Colombia, thì cái đợt đấy vẫn chưa làm YouTube và đi vào một cái quận đấy là cái quận, thực ra cũng do lỗi của mình nữa, mình không tìm hiểu trước cụ thể. Thế mới cho thấy là cái việc mà tìm hiểu trước là rất quan trọng. Mình đi đâu, mình làm gì thì tại vì do không tìm hiểu trước nên vào cái khu là cái khu mà có rất nhiều người nghiện ở đó. Thế nên là mình đã bị hai người đàn ông cầm dao tấn công, cướp, và họ tấn công rồi mặt mũi máu me be bét cả. Và bây giờ trên người vẫn còn có rất nhiều cái ký ức, cái dấu vết đó để lại làm kỷ niệm. Thậm chí bây giờ có cái áo mà đẫm máu mình vẫn còn giữ để làm kỷ niệm về cái chuyến đi rất là nguy hiểm đó. Các bạn nghĩ sao khi mà bây giờ một số người ở trong cái bộ lạc thì họ trỗi dậy cái bản năng, cái tính của họ từ ngày xưa, thì không biết thế nào nhỉ? Thì chắc là các bạn không còn view để xem nữa thôi. Anh có nhớ câu đó, và anh nhớ là câu đó xuất phát một cách rất là tình cờ. Và đúng ở trong đêm đó thì là một mình anh ở trong cái túp lều đó của những người bản địa, người bộ lạc đó. Thì lúc đó thì một mình trong đêm tối, không có điện, giúp gì cả. Ở đấy họ không có điện, tối tăm, lạnh lẽo, một mình giữa rừng núi. Thì đương nhiên trong đầu mình sẽ nảy ra một vài suy nghĩ rằng là bây giờ không biết là điều gì xảy ra, nếu mà có một gì xảy ra chẳng hạn thì mình không thể chạy thoát được, hoặc là không có một ai đến để giúp đỡ, không có một cái gì đến để có thể cứu mạng mình cả. Thế là cái suy nghĩ đó nảy ra và anh mà thu ngay cái suy nghĩ đó lại để cho chia sẻ khán giả. Bây giờ thì người ta không ăn thịt người nữa, cái chuyện đó xảy ra cách đây 40-50 năm rồi, nhưng mà những cái cuộc chiến đấu giữa các bộ lạc sống gần nhau ấy, vẫn diễn ra bình thường, diễn ra thường xuyên. Và đương nhiên trong chiến đấu ấy, thì là sẽ có những người bị thương, những người tử nạn. Do vậy mà cái việc mà cái bản năng họ trỗi dậy là cái điều mà có thể xảy ra, không loại trừ. Thế nên là đó là cái cái ngọn nguồn của cái suy nghĩ đó trong cái buổi tối lạnh lẽo hôm như vậy. Sau khi chuyện kết thúc ấy, thì mình mới thấy rằng bộ lạc đó là cái bộ lạc tuyệt vời. Họ niềm nở, họ hiếu khách, họ ân cần, họ tiếp đón mình rất là tử tế, họ chia sẻ tất cả thức ăn của họ, họ hay là họ đối xử như một người nhà luôn. Mặc dù cái quá khứ không được tốt đẹp mấy của họ, là họ tức là vẫn có, nhưng mà cái quá khứ đó đã lùi xa, mặc dù đã lùi xa rồi nhưng mà họ vẫn mang tiếng như vậy, họ vẫn mang tiếng là bộ lạc có cái truyền thống như vậy.
Và đấy là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất. Nhắc đến việc trang bị những kỹ năng trước các chuyến đi thì bây giờ em cũng nhận thấy là có rất là nhiều bạn trẻ, các bạn cũng đam mê mạo hiểm, cũng thích khám phá những cái mảnh đất mà cũng có những cái tiềm ẩn, những cái mối nguy hiểm như thế. Thì anh có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của anh đến với các bạn trẻ được hay không? Trước hết thì mình là phải nói thật lòng là không khuyên các bạn nào đến những cái vùng mà quá nguy hiểm, tại vì là ví dụ những nơi có chiến tranh chẳng hạn, mà hoặc là những nơi có cái tình hình chính trị, tình an ninh quá bất ổn, các bạn thứ nhất là cũng nếu mà không, thực sự không cần thiết thì cũng không nên đến. Cái thứ hai, nếu mà các bạn mà vẫn quyết tâm đến ấy, thì là mình có một vài cái lời khuyên như này. Thứ nhất, các bạn phải trang bị cho mình một cái hành trang rất là vững chãi. Thứ nhất là về kiến thức. Thứ hai là các bạn phải tìm hiểu cụ thể tình hình an ninh, tình hình thực tế ở đó. Và nếu mà các bạn có người quen, các bạn có thể người Việt Nam, có thể người bản địa, có người quen đó thì là tốt nhất. Tại vì những người bản địa, những người mà có cái nhìn cụ thể nhất và chính xác nhất về cái tình hình thực địa ở đó. Do vậy mà nếu mà các bạn có những người quen đó thì là một điều rất là có ích, có lợi. Trên kênh YouTube của anh thì có một số lượng khá là lớn những video mà anh giới thiệu đến bạn bè quốc tế về văn hóa, về đất nước, con người của Việt Nam. Thì anh nói gì về cái hành trình mà mình đã quảng bá về đất nước Việt Nam đối với đến với bạn bè quốc tế? Thực ra là mình cũng rất tò mò xem là người dân thế giới biết gì và nghĩ gì về Việt Nam chúng ta. Có một điều là mình thấy là rất băn khoăn là khi đi ra nước ngoài, tới nhiều nước ấy, khi người ta hỏi mình là tới từ đâu, mình bảo là mình người Việt Nam ấy, thì người ta bảo đây là người Việt Nam đầu tiên tôi được gặp, tôi được trò chuyện ở kia. Đó là một cái điểm mà mình muốn thay đổi. Mình mong muốn các bạn trẻ hãy đi nhiều hơn, hãy tới các quốc gia đi du lịch nhiều hơn đấy. Còn để trả lời câu hỏi đó thì đương nhiên là cũng rất muốn là biết người nước ngoài người ta nghĩ gì về Việt Nam, và cái phản ứng của người dân đại đa số là tích cực về Việt Nam, và họ cũng biết khá nhiều về Việt Nam, và trước hết là biết Việt Nam của chúng ta qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, và biết là cái tinh thần rất là kiên cường của người Việt Nam đã chiến đấu. Một quốc gia nhỏ thôi, chúng ta là một quốc gia nhỏ về diện tích nhưng mà cũng đã chiến thắng Mỹ, ví dụ thế, là họ rất ca ngợi điều đó. Trong cái hành trình đấy thì liệu có cái câu chuyện nào đáng nhớ nhất mà anh muốn chia sẻ đến với khán giả theo dõi chương trình được hay không ạ? Câu này rất hay. Câu này là mình nhớ một kỷ niệm cũng rất là đặc biệt ở châu Phi. Đó là cái câu chuyện ở khi mình bay đến đất nước Mauritania. Mauritania là một quốc gia ở phía Bắc Phi đi xuống, Tây Bắc Phi, từ Maroc đi xuống. Mauritania là quốc gia rất lớn, toàn sa mạc không. Khi bay đến quốc gia này, Mauritania, trên máy bay bên cạnh là một hành khách khác, xong thì là hai người nói chuyện với nhau, thì bác ấy hỏi là cậu đến từ nước nào, mình trả lời là cháu đến từ Việt Nam. Thế là bác ấy hồ hởi ngay, bác bảo là cậu tới đây làm gì, cậu tới đất nước Mauritania làm gì. Mình trả lời là cháu đến du lịch bình thường thôi. Thì bác hỏi, bác ngồi bác mới nói chuyện một loạt tất cả mọi cái. Bác bảo là tôi không ngờ bây giờ trong đời tôi lại gặp được một người Việt Nam lần thứ hai. Xong bác kể là người Việt Nam đến Mauritania đầu tiên mà tôi gặp là Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình ngày xưa, và cậu là người Việt Nam thứ hai. Và sau đó bác ngồi bác kể chuyện tất cả những cái trải nghiệm mà bác ấy gặp mà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chúng ta ngày xưa. Và bác làm bên Bộ Ngoại giao, đã từng là một nhà ngoại giao. Bác ấy tên là Mohamed, bây giờ vẫn còn thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Và khi tới đó thì bác mời đến nhà, mời rủ đi ăn, cái là tiếp đãi như một người nhà, cái là bác rất quý người Việt và rất cảm tình người Việt. Đó là một trải nghiệm mà không quên, rất là thú vị và rất là đáng nhớ. Đi tới đâu mình cũng muốn cho mọi người thấy rằng là mình là người Việt Nam, và người Việt Nam cũng có thể làm được tất cả những cái gì mà người quốc gia khác làm. Tại vì khi thấy một người châu Á đến một quốc gia xa lạ chẳng hạn ấy, thì cái câu việc đầu tiên người ta hỏi là bạn có phải là người Trung Quốc không, bạn có phải là người Nhật không. Đấy là cái điều mà mình muốn thay đổi.
và rất mong các bạn trẻ cùng lên đường nhiều hơn nữa để có thể theo đuổi điều đó. Anh đã đi qua 165 quốc gia và theo như anh chia sẻ thì anh sẽ muốn đi hết, muốn đặt chân hết trên bản đồ thế giới. Vậy thì em muốn biết là trong cái hành trình sắp tới gần nhất của anh thì anh sẽ đặt chân tới cái vùng đất nào ạ? Đương nhiên kế hoạch thì mình có một vài kế hoạch về đi lại, có kế hoạch. Tuy nhiên khi đã đạt đến một con số 165 rồi thì mình lại muốn chậm chậm một chút, tại vì sợ là nếu mà bây giờ đi hết rồi thì lại không còn quốc gia hết 195 thì không còn quốc gia nào nữa để đi, thì muốn chậm lại một chút, vừa chậm để thưởng thức cái trải nghiệm của mình cho nó được lâu dài như vậy. Còn kế hoạch ấy thì là kế hoạch nó sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề như này. Bây giờ là rất nhiều bạn khán giả của kênh Lại Ngưỡng Chân là cũng có một vài nguyện vọng là đến quốc gia này, đến quốc gia nọ để khám phá, thì chắc chắn là trong khả năng, trong tương lai ấy, thì là mình sẽ chiều theo ý của các bạn khán giả, sẽ quay lại các quốc gia mà các bạn ấy muốn khám phá, những quốc gia mà vẫn chưa có người Việt tới đó để khám phá. Thì đó là kế hoạch hàng đầu hiện nay của kênh Lại Ngưỡng Chân. Một lần nữa xin cảm ơn YouTuber Lại Ngứa Chân đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.